Huyền ơi, đi đâu đấy? Hello chị, hello mọi người. Huyền kéo một chiếc máy ăn hạt để review cho khách hàng. Trước khi ship cái máy này cho khách hàng thì em sẽ review cho tất cả mọi người. Những ai đang quan tâm cần tìm mua một chiếc máy sấy hạt, một chiếc máy rang hạt thì sẽ ở lại video này của em ạ. Chào mừng mọi người đến với video review sản phẩm của VinMart. Ở trước mặt em đây, đó là một chiếc máy rang hạt sử dụng bằng điện với công suất 2,8 kW, với năng suất là 10 đến 15 kg trên một mẻ. Anh chị nào mà mình đang cần tìm mua một chiếc máy rang, một chiếc máy sấy thì mọi người hãy ở lại video này cùng em. Mọi người có thể nhìn thấy là toàn bộ sản phẩm của chúng ta đều được làm bằng inox khá là dày dặn, rất là dễ dàng vệ sinh và bắt mắt. Ở trên máy thì phần khung khá là chắc chắn này. Mọi người có thể nhìn thấy cái phần đường bo rất là đẹp. Nên là khi mà chúng ta sử dụng máy, chúng ta nhìn thấy cái máy này là mọi người sẽ ưng ý ngay từ cái lần đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy nó. Ở trên máy có hiện rõ cái thông số của máy ạ. Máy này thì đang sử dụng điện 220V với công suất là 2,8 kW. Và motor ở đây thì chúng ta sẽ là motor 100% dây đồng và được bảo hành bởi VinMart trong vòng 12 tháng. Phần motor sẽ được nằm gọn ở bên trong bên dưới này. Ở bên cạnh là phần bảng điều khiển thì bên em đã nốt lại thông tin bằng tiếng Việt để cho quý anh chị khách hàng mua máy thì mình có thể dễ dàng vận hành máy. Đầu tiên là ở bảng điều khiển có 3 nút, nút màu xanh, nút màu đỏ và nút màu đen. Màu xanh là nút ta bật chụp máy, nó sẽ quay, nó sẽ đảo để rang sẽ được chín. Màu đỏ sẽ là tắt máy, phần màu đen sẽ là đảo chiều. Với cái việc mình sử dụng đảo chiều này là chúng ta đảo chiều để hạt nó sẽ đi ra ngoài, chất lượng nguyên liệu mà chúng ta rang sẽ đi ra ngoài. Ở bên dưới này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái phần nút điều chỉnh nhiệt độ. Nhiệt độ từ 0 cho đến 300 độ C. Di chuyển cái đầu núm màu đỏ này đến đâu thì đó là nhiệt độ mong muốn ở trong máy. Mọi người rang một cái loại hạt chẳng hạn với mức yêu cầu là nhiệt 200 độ C thì mọi người sẽ chỉ đến mức 200. Và khi đấy thì màn hình LCD này của chúng ta sẽ dần lên đến đạt đến 200 độ C thì nó sẽ dừng. Đây là phần nút nguồn, bật nguồn thì đèn sẽ sáng để cho chúng ta biết được là máy khởi động rồi. Phần dây điện này thì về mọi người sẽ đấu vào công tắc nguồn, hoặc là thường thì VinMart sẽ khuyên quý khách hàng là sẽ mua thêm một cái automat để cho vận hành máy điện có gặp sự cố gì thì máy nó sẽ tự động ngắt để đảm bảo được cái an toàn cho cả nguồn điện của gia đình chúng ta. Đi kèm theo máy thì sẽ có phần khay ở đây. Cái này gọi là cái xẻng xúc, cũng là bằng inox luôn nhé mọi người nhé. Chúng ta rang xong rồi thì mọi người sẽ xúc ra, hoặc là chúng ta sẽ xúc các hạt cần rang cho vào đây. Cái này là cái rổ lưới để vẽ lọc các cái cát, sỏi sẽ kèm theo sỏi. Mọi người nhìn thấy thực tế cái phần sỏi sẽ dùng để rang khi cho vào trong máy để hạt được làm nóng nhanh hơn. Và kèm thêm một cái phần khay ở đây nữa. Tại vị trí này thì đây là cửa mà chúng ta sẽ cho nguyên liệu vào. Ở đây sẽ có cái khớp nhé. Khi mà chúng ta mở vào hai cái phần khớp chốt hai bên này, bây giờ hạt lại nguyên liệu ta cần rang vào đây, xong chúng ta đậy nắp. Khi mà chúng ta cho nguyên liệu vào, có một cái phễu ở đây, mọi người sẽ đặt cái phễu lên phía trên này. Ta sẽ cho nguyên liệu vào cái phễu gấp này. Còn khi mà chúng ta bỏ ra thì mọi người sử dụng khay ở đây, chúng ta sẽ bấm cái phần nút màu đen ở bên kia. Vậy là hạt của chúng ta cứ thế là ra thôi. Rất là tiện. Ngoài chức năng sử dụng để rang hạt, rang ngô này, gạo này, các loại ngũ cốc, nông sản thì mọi người cũng có thể là rang sấy dược liệu ở trên đây. Các loại dược liệu sau khi sơ chế thì chúng ta sẽ cho vào đây để chúng ta sấy. Một chiếc máy sử dụng với rất là nhiều công năng, rang sấy các loại nông sản, các loại thực phẩm và ngay cả dược liệu, phù hợp cho các hộ kinh doanh gia đình có vừa và nhỏ với năng suất 10 đến 15 kg trên một mẻ. Rất là phù hợp đúng không ạ? Với cái chi phí bỏ ra và như vậy thì cái năng suất mang lại rất là lớn. Thay vì chúng ta phải đảo trên các chảo hay là bắc bếp, nhờ có chiếc máy này mà bây giờ sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Vậy còn chần chờ gì nữa mà mọi người, nếu mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp tới VinMart theo số hotline 024 38 38 3456, hoặc có thể truy cập vào website maymocviet.vn. Tại website nhà mình có rất là nhiều các cái model với các năng suất khác nhau phù hợp với từng nhu cầu của mọi người. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.